Thơ xin chào các bạn. Các bạn ơi, cùng mình chơi CBVC sức chữ đá nha các bạn ạ. Các bạn luôn ủng hộ một like và đăng ký nha. Let's go. Bây giờ các bạn cùng mình chơi xe múc đá và xe bèn để chở đá làm công trình nhé các bạn nhá. Xe bèn đang tới bãi đá để chuẩn bị nhận xe xúc lên xe ben đá nào. Ôi sốc quá. Dê bên nào. Múc lên này. Xe múc bắt đầu. Bắt đầu múc đá. Xe múc đá to quá. Ôi đổ vào xe ben. Wow. Ít đá nhờ các bạn nhờ. Múc dần dần sẽ đầy thôi, sắp đầy bên rồi các bạn ơi. Búng. Xe tải chở đá rất là khỏe nha các bạn. Mà xe múc này cũng rất là khỏe đó các bạn ơi. Xe vừa múc vừa to, vừa xúc đá thật nhiều luôn. Đổ vào đó các bạn ơi. Xe này để chở đá để làm công trình đấy các bạn ơi. Đúng rồi. Đó các bạn thấy không? Xe ben này có bác Tài đang ngồi trên xe máy múc đó. Bây giờ bác Tài ngồi xe ben nổ máy này chạy nào. Xe tải bắt đầu chạy chở đá thôi. Chở đá nặng lắm các bạn ơi. Thôi đã tới công trình đấy các bạn ơi. Để làm công trường rồi. Bây giờ xe tải ben sẽ đổ đá nhé các bạn nhé. Phải đổ như vậy mới hết được đá nhé các bạn nhé. Wow, xe ben đã đổ xong đá rồi các bạn ơi. Bây giờ tiếp tục xe ben sẽ về bãi đá tiếp tục để nhận từ đá xe búc nhá. Đúng rồi. Tránh đường cho xe ben tới bãi đá nào. Ồ, đã tới bãi đá. Re lại en và re đít lại nhé các bạn nhé thì mới đựng được đá nhá. Để cho xe múc đá được các bạn nhé. Wow, bác Tài xe múc đang chờ đó. Rồi, bác Tài đã nổ máy múc rồi. Múc lên. Wow, một gầu múc đá gần một nửa xe luôn các bạn ơi. Hai gầu múc đá luôn. Ba gầu múc đá là đầy luôn. Đúng rồi các bạn ơi, cái này để làm nhà công trình đấy. Đúng rồi, múc đá đầy lên để làm công trình nhá, xây dựng nhá các bạn. Cái này để làm nhà công trình để vui chơi mà các bạn. Rồi các bạn thấy hay thì các bạn hãy ủng hộ kênh một like, một đăng ký, một chia sẻ nhá. Rồi xe ben đã đầy đá tiếp tục trở về công trình làm công trình thôi. Nếu các bạn thấy hay thì phải đăng ký và chia sẻ cho mình. Xe chở đá rất là nặng nha nên xe tải chạy rất là chậm nha các bạn ơi, không thể chạy nhanh được. Chạy đá rất là nhiều. Đúng rồi, nên là các bạn phải thông cảm nha. Cho xe tải chở nặng quá nên không thể chở nhanh được nha. Đã dê lại rồi. Rồi đổ bên nào. Mở nắp lên. Nắp thùng bê lên. Đổ. Đổ như con khủng long ấy nhờ các bạn nhờ. Ui đá nhiều quá. Rồi làm việc rất hăng say nhé các bạn ơi. Wow, xe tải rất là khỏe và rất là đẹp. Cái xe tải này rất là bự nha các bạn. Các bạn ơi, cái này là xe tải để chở đá đó, để chở đất, để chở cát đó. Đúng rồi, chở đá, chở đất cát. Bạn Su nói đúng rồi. Tiếp tục nào, làm công trình rất là kiệt lực. Chở đá tiếp nào. Bác Tài nãy máy xúc khỏe quá. Rồi bắt đầu múc đá vào. Nhìn. Wow. Múc lên nào, wow, đã đầy nào. Đó, xe ben đã đầy đá tiếp tục để trở về công trình nhé các bạn. Thôi mình cũng dừng video tại đây nhá. Bây giờ mình cũng phải về rồi. Hẹn các bạn trong clip sau hoặc video sau. Mình sẽ làm nhiều xe múc, xe xúc và các loại xe làm công trình và tất cả các loại xe chở đất, chở cát nhé các bạn nhá. Bye bye. Chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại. Bye bye.